Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 88 Studio. Hiện tại thì đang là thời điểm cuối năm rồi và có lẽ là cái nhu cầu mua sắm của mọi người bắt đầu tăng lên, cũng như là các ngành hàng thì đang có rất nhiều chương trình sale, ưu đãi hay là giảm giá. Và mình nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội tốt dành cho những bạn mà muốn tìm kiếm một chiếc laptop ngon với mức giá rẻ ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy mà mình đã quyết định làm clip này để tổng hợp một số option máy mỏng nhẹ hiệu năng cao đang có mức giá tốt mà lại cực kỳ chất lượng. Và bây giờ thì cũng bắt đầu thôi. Như tiêu đề của video thì tiêu chí chọn máy trong list máy ngày hôm nay của mình cũng quá là rõ ràng rồi. Đầu tiên là những con máy này phải có một cấu hình khỏe, hiệu năng cao. Chắc chắn là khi chúng ta mua máy về thì điều đầu tiên chúng ta quan tâm là những con máy này phải làm được việc đã, rồi mới quan tâm đến những yếu tố khác, đúng không? Và tiêu chí thứ hai mà mình quan tâm nữa đấy là về mức giá. Ai cũng biết là giá tiền thì sẽ đi đôi với chất lượng rồi, nhưng nếu như mà chọn được một con máy phù hợp với mức giá rẻ thì tại sao không nhỉ? Sau cấu hình, mức giá thì mình mới xét đến các yếu tố khác như là màn hình, thiết kế hay là thời lượng pin. Và ở trong list ngày hôm nay thì chỉ có 4 con máy thôi, nhưng đảm bảo là con nào cũng ngon và có thể phù hợp với bất cứ ai, từ học sinh, sinh viên các chuyên ngành cơ bản như là kinh tế, ngoại ngữ, báo chí hay là nhân viên văn phòng cho đến người dùng đa nhiệm. Hai con máy đầu tiên ở trong list ngày hôm nay đều đến từ nhà Lenovo, đấy chính là chiếc Lenovo Flex 7 và chiếc Lenovo Yoga 7, với mức giá chỉ khoảng từ 14 cho đến 15 triệu. Thực sự thì ở bất kỳ tầm giá nào, phân khúc máy nào, Lenovo cũng đều làm rất tốt trong việc hoàn thiện các sản phẩm, giúp cho máy vừa có độ bền tốt và độ ổn định cũng rất là cao. Và hai con máy này thì đều sẽ là dòng máy xoay gập 2 trong 1, được trang bị một con chip khỏe và một màn hình chuẩn màu. Nếu như bạn là người thích một con máy gọn nhẹ để dễ dàng mang đi mọi nơi thì có thể tham khảo phiên bản Lenovo Flex 7 với kích thước màn 14 inch và cấu hình chip i7 Gen 12. Ngược lại, nếu như bạn muốn một con máy thật to để có được không gian làm việc thoải mái hơn thì có thể cân nhắc đến phiên bản Lenovo Yoga 7 nhé. Tiếp đến là một con máy đến từ nhà Asus, Asus VivoBook, dành cho những bạn cần một con máy có thiết kế trẻ trung, có một cấu hình khỏe và một màn hình OLED cực kỳ đẹp. Nếu như hiện tại với những mẫu laptop gaming trang bị chip i7 12700H sẽ có mức giá dao động từ 2 mấy cho đến 3 mấy triệu, thì Asus VivoBook lại là một option i7 12700H rẻ nhất ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên là máy gaming thì sẽ đắt do cạc nữa, nhưng nếu các bạn chỉ dùng máy để làm các tác vụ office cơ bản này, hay là chạy các phần mềm mô phỏng giả lập, viết code, lập trình, thì chắc chắn đây là một sự lựa chọn hợp lý và tiết kiệm hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì màn hình OLED cũng là một điểm nổi bật trên các dòng sản phẩm của Asus. Hình ảnh thì chắc chắn sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với tấm nền IPS hay là TN rồi. Và con máy này được trang bị một màn hình 14.5 inch 2.8K chuẩn màu, nên hình ảnh cho ra rất là đẹp, sắc nét, màu sắc sống động không thua kém gì TV hay smartphone. Đi một vòng thì chắc chắn sẽ không thể thiếu được cái tên đeo dành cho những người mà ưu tiên đến sự bền bỉ và tính ổn định trong công việc rồi. Và với chiếc Dell Inspiron 7620 Plus này thì mình và Minh Cận thường hay đùa nhau là đây là chân ái của mấy ông IT, bởi em nó không những được trang bị một cấu hình khỏe mà còn có sẵn tận 40GB và 1TB SSD, nên sẽ cực kỳ thoải mái khi làm các công việc tốn nhiều RAM, hay nếu chỉ làm các tác vụ thông thường thì trải nghiệm cũng sẽ rất là nhanh mượt. Đặc biệt là chúng ta đều biết, bởi là thương hiệu lớn, có tiếng về độ bền nên máy Dell thường sẽ có mức giá cao hơn các thương hiệu khác ở cùng cấu hình. Nhưng hiện tại, Inspiron 7620 lại đang được sale chỉ còn khoảng 18 triệu cho phiên bản cấu hình chip i7 Gen 12 và màn hình 16 inch QHD+, một mức giá cực kỳ ngon cho một chiếc máy Dell. Và hiện tại thì những con máy ở trong list ngày hôm nay đều có sẵn tại Laptop 88. Nếu như các bạn muốn có được một cái nhìn trực quan nhất về sản phẩm thì có thể ghé cơ sở Laptop 88 gần nhất để trải nghiệm nhé. Còn bây giờ Linh Trang xin chào và hẹn gặp lại. Bye!